Ôi, năm mới xin chào các anh em nha. Rồi, chúc các anh em mạnh khỏe, bình an, thành công và hạnh phúc trong cuộc sống. Rồi, ngắn gọn hôm nay mình khai trương, hôm nay mùng 10. Mình sẽ có lì xì cho các anh chị nào mà sở hữu được cái đàn đầu năm mới của mình. Hôm nay năm gì ta? Năm Nhâm Dần đúng không? Đúng rồi. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn, các anh chị một cái đàn ha. Mà ai mà sở hữu được là mình sẽ lì xì đầu năm vui vẻ. Lì xì trong vòng hết tháng 2 này. Đó. Lì xì ship toàn quốc. Free ship toàn quốc cho các bạn. Cho nó vui vẻ ha. Thay vì bây giờ mình bỏ phong bì mình lì xì cho các anh chị là năm mấy chục ngàn hoặc là 100 hay 200 gì đó, nhưng mà thôi ngắn gọn. Free ship đi. Ship nhiều khi ship tỉnh ghê gớm lắm mà tiền hơi bị cao đó. Phi ship đầu năm cho nó vui, thấy không? Mà không phải mua bao lì xì bỏ vào nữa. Đầu tiên mình tính là mua bao lì xì bỏ vào đó cho anh em cho nó vui vẻ, thấy không? Ai mà mua thì mua đàn thì mình kèm luôn bao lì xì, nhưng thôi ngắn gọn phi ship nha. Rồi giới thiệu luôn cho các bạn, sau lưng là một cái đàn gọi là tiêu phẩm gia nhân ha. Đàn này vui ra cái này tuyệt vời lắm, để mình để sát ha, để sát cái điện thoại vui ra cho các bạn xem. Tuyệt phẩm. Cái này nó hơi sát đúng không? Cái thỏ nó xa xa tí xíu đi. Sát quá nhiều khi không thấy hơi cây đàn. Thôi đây được rồi. Tuyệt phẩm. Quá lạ, thấy không? Thấy không? Âm thanh là khỏi phải nói. Rồi qua đây. Coi quy nha các bạn, đi quy xịn nha, fitman nha. Đây. Đây. Nhìn rõ ràng cho các bạn luôn. Thấy không? Hay là cẩm lai Nam Mỹ nha, cho xem cái logo nó cái đã. À, cây này là mình chưa giới thiệu bao giờ luôn. À, mình đợi năm mới mình giới thiệu cho các bạn vui vậy đó. Y quy xịn nha, fitman đầy đủ. À, ngọt cứng luôn. Thì cây này là tên gì? Để mình đọc cho. Cái này là Moleon gì đó, Moleon. À, NMICG08SCE. Tí nữa mình ghi cái model cho các bạn, là mình chưa bao giờ mình bán cái dòng đường này ha. Chưa bao giờ bán. Đó. Đẹp của Tây Ban Nha ha. Thì lưng và hông của nó làm gì? Lưng hông là cẩm lai Nam Mỹ. Còn mặt này là vân sam. Cần cũng vậy luôn. Cần này là giống như là xoan đào. À, đẹp quá. Cẩm không, cái mặt phím này là cũng là cẩm nè, này là cũng là cẩm nè. Bằng la cái đờn á, cái đờn mà nó đẳng cấp là mình để mình la một phát giống cái lu của mình á, nó vang cái là nghe mình biết đờn hay không à. Không, giờ mình đánh thử ha, đánh thử âm thanh nè.
xuống tí xíu hả? Ai chết cái đợt. Cây này là 14 triệu nha các bạn, luôn hộp cứng nha. 14 triệu là luôn hộp cứng nha. Còn nếu mà ai mà muốn không có hộp cứng thì mình sẽ giảm. Thì hộp cứng nó là 1 triệu lận. Nếu không có hộp cứng là 13 triệu. Free ship tặng dây, tặng bộ dây Savaret combo bao da. À, này đủ. Đó nó đang ai hỏi đàn gì vậy này, bao nhiêu tiền? Tức là mình có đăng cái hình ở trên YouTube nhưng mà mình chưa đăng clip. Vì nó hay thật chứ đâu phải nó dở đúng không, mà nó đẹp nữa, nó hay mà nó đẹp nữa chứ. À, đem số series đàng hoàng nha, tí mình sẽ ghi dưới phần mô tả nha các bạn, ở phần tiêu đề logo nha. Đây là nếu mà mua cái đài không như thế này có cái bao da thì nó là 13 triệu, nhưng mà nó có hộp cứng 14 triệu nha, rõ ràng. Một cứng ở ngoài người ta bán 1.2 triệu, không mình bán có 1 triệu. Rồi nghe. Ok ha. Rồi đầu năm chúc các bạn, chúc anh chị làm ăn phát tài phát đạt, sức khỏe dồi dào bình an. Quan trọng nhất là sức khỏe, mình phải có sức khỏe thì mình làm được tất cả được ha. Cái đó là quan trọng nhất. Rồi ấm, tiếng ấm. Tranh thủ nha các bạn. Rồi, số điện thoại của mình là
0936239138, trung tâm âm nhạc Kimen, 556 Lê Văn Lương, phường Tân Phong, quận 7.